Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Bờm 86 Vlog đặc sản ốc núi. Và hôm nay mình sẽ làm một video nói về cách chế biến món ốc núi và ốc rừng. Đừng quên bấm like và chia sẻ giùm mình nhé. Mời các bạn hãy theo chân mình. Thì hôm nay mình sẽ chuẩn bị 1 ký ốc núi, 1 ký ốc đá, chanh, ớt và sả. Sau khi phần ốc núi mình đem về thì các bạn hãy cho vào nước sạch và rửa giúp mình. Cũng không cần rửa kỹ đâu, chỉ cần rửa sơ qua phần miệng ốc và phần thân ốc thì cũng không cần rửa kỹ nha. Đối với phần ốc đá thì các bạn cho vào thau, chà rửa thật kỹ và thật nhiều lần với nước sạch nha các bạn. Sau khi các bạn đã chà rửa nhiều lần với nước sạch, cảm thấy nước ở trong thau của mình nó trong đi thì không cần rửa nữa. Các bạn hãy cho ốc ra rổ và để ráo nước giúp mình. Quay về với phần ốc núi, ban đầu mình đã rửa sạch thì mình sẽ cho vào nồi và cho vào đó một ít nước và bật bếp lên từ khoảng 5 tới 10 phút thì nước sẽ sôi dùng như thế này. Mình sẽ dùng đũa hoặc là thìa để đảo đều ốc cho ốc chín đều. Đặc biệt khi mà nước sôi như thế này rồi thì mùi hương của thuốc từ con ốc bay ra rất thơm nha. Sau khi đã luộc chín ốc, mình chuẩn bị một thau nước sạch và đổ phần ốc đã luộc chín vào. Chủ yếu là để cho mình dễ gỡ phần ốc này ra khỏi bị phỏng tay thôi. Còn về phần ốc thì các bạn hãy lẻ và lấy phần đầu thôi nhé, tại vì phần đuôi ít có người ăn được lắm, tại vì phần đuôi này rất chi là đắng. Loại ốc này thường ăn các loại cây thuốc nên phần ruột của nó đắng và khó ăn, cũng không nhiều người ăn được. Các bạn hãy làm như trong video và lấy phần đầu thôi. Công đoạn làm ốc này thì nó hơi lâu nên mình sẽ cho tua nhanh video qua cho các bạn nhé. Sau khi mình đã lẻ ốc ra hết rồi, mình sẽ cho ốc vào nước sạch và rửa sơ qua. Công đoạn tiếp theo là công đoạn rất chi là quan trọng, các bạn nên để ý kỹ giùm mình. Mình sẽ gỡ con ốc ra và lấy một cái kim màu đen như trong video. Thì cái kim này nó sẽ không tốt cho cuống họng hay là bao tử của các bạn đâu nhé. Mình sợ khi ăn vào thì nó mắc cổ và ăn vào bao tử thì không tốt. Thật sự thì cái kim này cũng không có gì độc, nên các bạn hãy cẩn thận mà lấy như trong video ra giùm mình. Cứ lấy hết kim từ các con ốc này ra. Con nào cũng có nha các bạn, đừng bỏ qua bất cứ một con nào hết. Cứ làm thật sạch chúng. Sau khi mình đã lấy hết các cái kim màu đen ở trong con ốc ra thì các bạn hãy cho vào giúp mình một ít muối và bóp đều. Công đoạn này chủ yếu là để sạch đi phần nhớt của con ốc này nha. Sau khi đã cảm thấy ốc không còn nhớt nữa, các bạn hãy cho vào nước sạch, rửa thật kỹ. Tại vì khi mình bóp muối thì muối sẽ dính vào con ốc rất nhiều. Rửa kỹ lại để phần ốc của mình sẽ không bị mặn khi nấu nha.
sau khi rửa thật sạch với nước như vậy thì các bạn hãy cho ra và sắc những miếng vừa ăn với mình. Thì loại ốc này các bạn có thể là xào sả ớt, hấp sả hoặc là nướng, hoặc là cắt lát mỏng và dài để bóc gỏi nha. Rất nhiều món ngon được chế biến từ loại ốc này, các bạn nên làm thử, ăn rất ngon. Thịt nó không khác gì thịt con ốc giác nha. Về phần ớt, sả và chanh thì phần ớt mình sẽ sắc nhỏ ra như trong video, hoặc là các bạn đập dập cũng được, không sao cả. Nhưng mình thì mình thích ăn ớt sắc như thế này. Phần sả sau khi sơ chế và được cắt khúc thì các bạn cho lên thớt đập dập ra giúp mình. Đấy, các bạn cứ đập sả dập ra hết và bỏ sang một bên như trong video. Cái đập hết phần gốc sả nha, cái đập dập ra. Sau khi phần sả đã được sơ chế xong, các bạn hãy cho phần sả đó vào dưới nồi, dưới đáy nồi trước và cho phần ốc vào và cho một ít ớt lúc nãy mình đã sắc vào trong nồi. Và các bạn bắt lên bếp, cho một ít nước sôi, tùy vào các bạn, nước sôi hay nước lạnh đều được. Cho vừa ngập ốc, tùy các bạn muốn nhiều hay ít. Và cho vào đó một ít muối, một ít bột nêm và một ít bột ngọt, tùy theo khẩu vị của mỗi người mà các bạn nêm nếm như thế nào để vừa ăn nha. Sau khi như vậy thì mình bắt lên bếp và bật bếp lên khoảng tầm 5 phút thì ốc sẽ sôi như thế này. Các bạn cứ để trong vòng từ 3 tới 5 phút sau khi nước đã sôi. Mục đích chỉ để cho ốc chín đều, khi mình ăn thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Quay lại với phần ốc đá, sau khi mình để trong rổ ráo nước thì mình cho vào nồi và cũng cho sả vào và ít ớt. Các bạn hãy làm như trong video. Sau đó cho một ít bột nêm, lúc này thì tìm vào khẩu vị của mỗi người và nêm nếm như thế nào thôi. Một ít bột ngọt và một ít tiêu xay nhuyễn để tăng thêm hương vị thơm của loại ốc này. Một ít muối nữa, tí nữa thì mình quên, không cho muối vào thì toang nha các bạn. Sau đó các bạn đảo đều để cho gia vị được đều ở trong nồi và hòa quyện vào trong con ốc. Các bạn có thể là cho một ít nước lạnh, như mình thì mình sẽ cho một ít nước đun sôi để sẵn để cho video mình nhanh hơn thôi. Sau đó mình bắt lên bếp và bật bếp lên, đậy vung lại chờ khoảng 5 tới 10 phút. Sau khi chờ tới 5-10 phút, ốc sẽ sôi như thế này. Các bạn dùng đũa hoặc là thìa đảo đều ốc lên giúp mình. Mục đích đảo để cho con ốc chín đều, không con nào bị sống. Loại ốc này cũng không khác gì loại ốc núi,
khi mà luộc lên như vậy, nước sôi như vậy thì sẽ rất thơm nha các bạn. Thơm mùi như là mùi lá thuốc vậy. Khi nồi ốc của mình sôi khoảng tầm 3 tới 5 phút thì các bạn hãy tắt bếp. Và đây là loại ốc núi sau khi được chế biến. Và nước chấm thì ở mình thường hay chấm với loại nước chấm thần thánh, đó là chén muối ớt chanh. Đây các bạn nhìn xem có hấp dẫn hay không nào. Và đây là bạn Hiếu. Bạn Hiếu sẽ ăn thử món ốc này cho các bạn xem. Nhiều người thì sẽ không dám ăn. Theo như mình nhìn thấy thì vẻ mặt của bạn Hiếu cho biết rằng rất chi là ngon nha. Không những ốc nhưng mà loại nước lúc nãy mình đã nấu thì cũng có khả năng hấp được nha. Quay lại với phần ốc đá thì nước chấm của nó sẽ là một chén mắm gừng. Và bạn Trí sẽ là người ăn thử loại ốc này cho các bạn xem. Mời các bạn luôn nha. Xem nào, ăn như thế nào nào. Có vẻ là tuyệt vời các bạn ạ. Và sau khi đã chế biến xong thì anh em cũng ngồi lại quay quần bên nhau và thưởng thức món ốc này sẽ như thế nào. Xin mời cả nhà luôn nha. Bảo, cậu nghĩ ăn con ốc này sẽ như thế nào hả? Má anh mà anh bị bệnh khớp á, tao nói mà anh ăn món ốc này thôi. Ngon. Chua chất nhờn này, nó dai dai. Nó có mùi hương của thuốc nam trong này. Tuyệt vời. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Và ở video sau thì mình sẽ quay cận cảnh đi bắt ốc núi như thế nào cho các bạn xem nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nha các bạn.